Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Vào một ngày đẹp trời, team Minh Phụng đã có mặt tại chung cư La Vita Garden tại Thủ Đức. Xe chở đàn đã đến và hai cây pino điện đang được lấy xuống. Điểm nhấn ở đây chính là cây KS1 Bluetooth được chỉ chọn lựa để luyện tập nâng cao kỹ năng sau những buổi học nhạc tại trung tâm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Ngay lúc này, từng cây đàn đang mang bởi hai bạn nhân viên để nghe ngắn trên chung cư. Chờ khách hàng về, tiếp tục theo chân đội chúng mình mang chiếc đàn vào nhà cho khách nha. Team rất cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình anh chị để vận chuyển đàn được nhanh chóng. Lắp đàn nhé anh em. Từng bộ phận của đàn KS1 Bluetooth đang được các bạn nhân viên đem ra ngoài, gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn, cách hướng dẫn, ốc lắp đàn. Khi theo dõi anh nhân viên lắp đàn, các bạn sẽ thấy rất nhanh chóng và chuyên nghiệp nên sẽ rất khó để nhớ cách lắp đàn, đúng không? Chính vì thế anh em hãy làm theo mình nhé. Đầu tiên, hai chân đàn lắp cố định vào pedal, tiếp theo là gắn tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp thân đàn vào từng vị trí ốc được lắp tỉ mỉ. Đây là lúc team chuẩn bị quà tặng theo piano KS1 Bluetooth. Đây là ghế piano cao cấp với 4 chân chắc chắn màu đen nhám, ngồi cực êm. Đây là vẻ đẹp của cây đàn sau khi được lắp hoàn chỉnh. Piano sẽ được đặt đến vị trí yêu thích theo yêu cầu của gia đình và tiến hành bốc siêu. Đầu tiên là siêu đàn rồi để siêu phim. KS1 Bluetooth sẽ cùng với chị có những buổi học nhạc đầy niềm vui và hiệu quả. Bởi những ấn tượng nào tìm hiểu thôi các bạn. Đàn sở hữu thiết kế với kiểu dáng nắp bận đại phù hợp với mọi không gian, dáng đứng đặt dựng mang vẻ cổ điển đầy tinh tế. Piano trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm nhận, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang tới sự vượt trội về âm thanh, giai điệu, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn sở hữu nhiều chức năng hiện đại như là metronome, đếm nhịp, beatmod, chia bằng phím, Nova, trộn tiếng, gaspo, tăng giảm tông, đa dạng các cổng kết nối, không dây với các app học nhạc như Tiny Piano, Perfect Piano, bằng MIDI Bluetooth trên đàn, tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Đến mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi giao cây piano điện KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại chung cư La Vita ngày hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo nhé. Để theo dõi những video sắp tới của tụi mình để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.